Em pha và em đã chấm thử đâu. À, thế bình thường mày em chỉ có lấy vậy ý là bình thường là chấm chưa chấm ăn bìa rồi. Ủa sao bên đây nó là lạnh ta? Lạnh chứ. Tôi cắt bằng đá luôn á. Ở đây hả? Đâu cái giá đông là giá kiểu gì? Bỏ ra ngoài. Bỏ ra ngoài. Còn ăn là ăn vậy chứ không phải là đem lên. Không. Như này mới ngon. Đúng rồi. Đúng ra thì ăn tí nữa cho bớt lạnh xíu. Bỏ ra từ lúc mấy giờ? 12 giờ. Bỏ. Hello mọi người, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào các anh em nhá. Mình hôm nay đang qua đây ăn liên hoan gạo muối. Thương hiệu là vươn tầm Đông Nam Á. Cụ thể là trong làng thôi mọi người. Anh đúng là camera là không nên ăn. Camera đọc phần này đọc phần này rồi chỉ với 219k nha mọi người, rất là ngon. Tuyệt vời này nó mốt luôn á. Em nè em ơi sữa chua kìa. Rồi uống ra banh sớm mà gà uống muối nhà thanh khiết này mà chai của ca uống. Cái này chú mua lấy tiếng giờ anh mua nó nhìn thằng máy mất tiêu uống ca với đá. Cầm một miếng có chấm. Anh qua Babylon 3 nha anh. Tòa nhà Babylon 3. Mày đang ghi cái gì lên mà 57 gọi hàng vậy? Cái món nào? Đúng rồi. Cái sữa được mặt cũng luôn ra các kiểu này. Bây giờ ghi lên cái gì? Chưa ghi gì. Không chấm đầu nhiều khách. Chúng là hôm nay anh em chúng tôi được thanh khiết mời một bữa ăn gà ổ muối được nhập từ Tây Tạng về. Thì để mà sản xuất ra con gà này thì đầu tiên là phải nhờ một thợ nhảy dù giỏi nhất trên thế giới. Đúng. Đó, nhảy sẵn xuống biển Thái Bình Dương, mò mãi không thấy con gà nào, sau đó trèo lên trên đỉnh núi tiếp tục ngắm xem con gà nào đang đậu trên cây đấy, bắn phát cho nó xỉu. Sau đó mới đem con gà đó nhập về Việt Nam qua rất nhiều quy trình sản xuất như là luộc nước, mặt lông. Đấy, cái ủ muối đây là con gà này. Anh em tôi đang ngồi để ăn. Đúng là một bôi mỡ. Đã bọc phét vừa ăn. Mỡ được một. Ngon. Bọc phét vừa thật. Con gà ủ muối tận do quả. Ăn xong nát đưa ra sân ghi tám trái. Đúng. Ngon lắm mọi người. Quan trọng nhất vẫn là nước chấm. Đúng. Nước chấm hôm nay Thanh Kiếp là tự đàm luôn. Gà ủ muối mọi người ai muốn ăn thử thì mọi người có thể liên hệ nha mọi người, chứ không có trong giỏ hàng, mọi người có thể inbox nha. Không có trong giỏ hàng thì có các món khác thôi. Thì riêng món gà này, mọi người inbox cho thằng Ken nha. Đúng. Đã, để nó ship hàng cho mọi người. Và chỉ ship cho trong những cái tỉnh thành gần thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Chứ thể. ở xa quá. Các tỉnh miền Tây này, nói chung là Bình Phước, nói chung là từ đó chỉ từ Tây Nguyên đổ lại thôi. Tây Nguyên xuống Tây Nam Bộ thôi mọi người. Hôm vừa nghe nói có chị Phan nằm ở ngoài Bắc ra đúng không? Mua về và 4 ngày mới nhận được. Cuối cùng gà ủ muối tới thành gà ủ men. Biên Hòa ship không? Biên Hòa ship nha. Bình Dương, Biên Hòa nói chung là tất tần tật các tỉnh thành gần thành phố Hồ Chí Minh. Thành cứ ship hết. Kìa, đuổi thầy hiệu trưởng về đi, đây là nhà thầy hiệu trưởng. Đang đuổi tới nơi mấy đứa mà mới đổ mà ngồi. Chết bà.